Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại Đức Hòa, Đức Huệ, Long An anh em. Đến chỗ vườn của anh Toàn, anh tiếp tục giao lưu với anh em là cái lô này 4-5 ngàn gốc vậy anh em ơi. Giá trăm mấy ngàn gốc nha. Bao cho anh em lựa chọn, bao ship cho anh em. Chút xíu thì anh vô anh sẽ báo giá cho anh em từng gốc nha. Báo từng lô á, rồi mình xem thấy giá ok hợp lý thì mình liên hệ trực tiếp với anh nha. Số lượng có hạn anh em ơi. Mấy cái lô vừa rồi lên bán hết toàn bộ hết rồi, giờ anh em tranh thủ anh em liên hệ nha, nhiều khi mua không kịp đó. Mình mua cái đợt sau. Rồi mời tất cả anh em vô xem cái vườn này nha. Rồi Toàn ơi, mình giới thiệu với anh em là địa chỉ chính xác luôn anh Toàn, để anh em tiện đến giao lưu luôn ha anh. Địa chỉ cái vườn này là nó cũng gần gần cầu Đức Hoàng á, tôi hình lại quý vị ơi. Rồi. Quý vị có đi thì mình em chỉ cho cái địa chỉ mình đi tiếp tới vườn ha. Rồi. Cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng và ủng hộ cái vườn trước ha. Hôm nay mình đang cái vườn nhỏ hơn, rẻ tiền hơn cho quý vị các bạn. Nhưng mà mai này để trồng lại là ok các bạn ơi, chi xương nó đều đẹp, nó đều cây nữa. Mai là mai giảo số đứt từ 8 tới 12 cánh nha bạn, bao bông luôn, bông là bông đẹp cực kỳ. Nguyên vườn này là nhiêu ngàn gốc anh? Số lượng vườn này cũng ít quý vị ơi, khoảng chừng 4.000 cây thôi. 4.000 cây. Hoành cây thì nó dao động từ 10 tới 15, có nhiều cây lớn hơn quý vị, mà em bao từ 10 tới 15, cho dao động chắc khoảng cỡ 1 mét, mét hơn. Em báo khoảng chừng mét thôi. Là giá sao anh, để anh em biết vô luôn anh. Giá là vừa chơi luôn quý vị ơi. Nếu quý vị mà mua solo hết luôn á là 150 ngàn một cây. Rồi. Đó là ai quý vị mua được khoảng chừng 100 cây thì em bao ship quý vị 100 km. Rồi. Còn quý vị lựa lựa những cây bự, lựa 50-50 là 250 cây quý vị. Rồi. Là bao bao lựa giá cao nhất luôn phải không anh? Đúng rồi. Những cây chọi ha. Đúng rồi. Rồi cái lượt này là mình phân ra mấy lô anh? Ra 2 lô thôi. Lựa 2 lô ha. Solo thôi tại dịch khó khăn đó quý vị. Lựa với solo ha. Đúng rồi. Rồi. Rồi giờ anh vô anh dẫn vô xem mấy cái gốc mai bự trước đi anh. Ở đây sẵn có nè, quay mấy cái gốc mà trước. Cái loại một mà lớn là nó khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Nói chung là cái loại lớn nó chiếm dao động khoảng chừng từ 50-60%. À 50-60% ha. Đúng rồi. Một clip này là khoảng nhiêu gốc anh? Một clip này khoảng ngàn gốc hơn. 1.000 gốc ha. Như cái cây này là mình đo thử chiều cao tán ngang thử khoảng nhiêu anh? Chiều cao cây này nó khoảng 1,5 mét quý vị. 1,5 mét. Tán ngang là nó khoảng 1 mét. 1 mét, mét hơn. Rồi cái hoành nó đâu anh đo thử hoành luôn anh. Cái xương tàn nè anh em. Cây này thích hợp gì anh em nuôi lại. Hoành cây này là 16 quý vị ơi. 16 hoành ha. Đúng rồi. Giá 150. 150 nếu quý vị mua solo. Rồi. Rồi tiếp tục cái vài gốc nữa đi anh. Cái này như có con là phải không anh Toàn? Đúng rồi, có con lại rồi. Mấy cây này con vô đồng thanh đồng thủ quá anh em. Rồi mình đo thử coi anh Toàn. Chiều cao nó khoảng mét ba quá gì ơi, mét ba tán ngang nó khoảng 1 mét. Hoành cây này là 12 quá gì, tất cả đều một cốt hết nha. Rồi bắt đầu mình qua mình quay mấy cây trội trội cho anh em xem nha. Như mấy cây bên đó nè, mình nghĩ anh em nên xuống vườn anh em lựa những cây lớn như này nè em. Đây cái này nó cao khoảng 1,5 mét đâu có gì mà số lượng nó chiếm ít lắm. Hoành cây này chắc cũng khoảng 10-17 quá gì. Mà nó rất ít nha quý vị. Anh em dòm nguyên cái tàn nè. Lắc cái tàn ra cho anh em xem thử anh em. Nói chung là cái này là chi xương rất là ok quý vị ơi. Rất là đều luôn anh em. Từ dưới lên trên là toàn bộ là khích dịch lên. Anh em thấy nguyên cái vàng xương có đá không? Đều gan. Ít có đấu đầu lân anh em. Rồi tiếp tục qua phía bên đây nè. Để quay cao cho anh em xem nguyên cái vườn nha. Vườn khá đẹp. Bảo đảm anh em xuống anh em thấy anh em kết liền. Đây. Như những cái cây này anh em thấy là nó xương tàn là cây nào cũng đẹp hết. Đặc biệt là những cây chọi nè. Mình nghĩ anh em nên lựa những cây này anh em. 250. Cái này mình cho anh em xuống môi đế này kia chơi không anh Toàn? Cho môi vô tư luôn anh em ơi. Rồi thích thì cứ môi thoải mái anh em ơi. Phía trong dán dán lên, tại cái này nó hơi thấp anh Toàn. Đúng rồi. Gốc là bự ra. Đúng rồi, hoành có 20 khỏe. Nè anh em, nguyên dàn xương bên trong nè. Do cái này nó ấy quá. Vàng xương thì bao anh em rồi. Bao vàng xương đẹp anh em ơi. Vàng xương bao đẹp. Đo thử thông số cái này anh Toàn. Thấy đẹp quá anh Toàn. Cái này nó cao cũng khoảng 1,4 mét quý vị. Dạ. Tới ngang nó khoảng 1 mét. Cái hoành nó khoảng nhiêu anh Toàn? Hoành cái này chắc nó hơn 4 tay tí quý vị. Em đo không được. Nó khoảng 18-19 gì đó. Rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Cái quay gạo sơ. Sơ hết cho anh em tham khảo nha.
Ví dụ anh em mua solo một clip mà vẫn bán bình thường phải không anh? Đúng rồi, nếu mà anh em có nhu cầu muốn mua gửi lại hay mua trồng lại em vẫn bán để cái gì giá nguyên vườn luôn nha. Hay là 1.000 cây, 2.000 cây em để vô cái gì gửi luôn. Như mấy cái này là nhỏ hay sao anh? Đúng rồi. Mấy cái này nhỏ là mình ví dụ anh em vô xuống lựa chừng 50 gốc mình bán không anh? Lựa 50 gốc bán luôn. Bán bình thường ha. Đúng rồi. Được 100 cây thì mình bao ship có diện 100 km. Đặc biệt mấy cái clip bên đây nè anh em, 250 là mình được quyền mình lựa. Như những cây này anh em thấy nè, cái tàn nó thấp, phong nó thấp mà gốc nó lớn anh em. Với mấy cây bên đây có mấy cây này nè, nguyên một clip này thấy như hầu như là mình thấy dài ra kia khi chiếm khoảng hơn 60% anh em, là những cây bự bự vậy nè. Cái này quý vị về trồng lại là không cần phải sửa tàn, tàn nó đều sẵn rồi quý vị. Anh Toàn bước qua anh Toàn ôm thử cái tàn đó cho anh em hình dung được cái bộ tàn anh Toàn. Đây. Đây nè anh em. Cây đẹp. Bông bao bông cho anh em nha. Cái này mình trồng được nhiêu năm rồi hả anh Toàn? Cái này trồng cỡ hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi hả anh? Đúng rồi, cây bây giờ đang tuổi phát, quý vị về trồng lại là cực kỳ ngon luôn quý vị. Cái vườn này em thấy lá xanh mượt à. Rồi để quay cận cho anh em xem mấy cái dàn xương. Nhiều cây nó khít quá anh em. Đây, dàn xương anh em. Bắt từ dưới lên trên y vậy nè. Khít kịch, đá rất là đẹp anh em. Cái này là cho gửi là được nhiêu lâu anh Toàn? Nếu quý vị mua hết vườn hay là mua 1.000 cây, 2.000 cây thì em cho gửi tới cuối năm năm sau luôn. À bình thường gửi bình thường anh? Đúng rồi, hay là gửi tới qua Tết mình bấn vẫn được bình thường không sao cả. Như cái cây này là loại phong thấp anh em, mà tròn như cái trái banh vậy anh em. Mình đo thử thông số gốc này anh Toàn, thấy đẹp quá anh Toàn. Cái này nó cao khoảng 1m2. 1m2. 8.000 nó hơn 1m quý vị ơi. 8.000 hơn 1m. Đo thử cái hoành luôn anh Toàn. Hoành cây này nó 20 quý vị ơi. 20 hoành. Có một vài cây lớn nha quý vị. Đây nè, dài ra tới ngoài kia nha. Nó cũng có lọt sọt vài cây nhỏ nó không phát triển không quý vị. Là em bỏ ra không tính. Bỏ ra không tính. Mua solo là em bỏ những cây này ra mới tính. Lá cây bỏ ra là dưới bao nhiêu hoành anh? Nói chung là chắc cỡ ngón tay mình là không tính quý vị ơi. À không tính. Nhưng những cây này là bỏ hết cho anh em ơi. Đúng rồi, bỏ hết. Nói chung thì cái đó là chỉ cái giá cho anh em tham khảo chơi thôi. Anh em xuống vườn thì dĩ nhiên nếu mà anh em ưu tiên anh em nào xuống vườn trực tiếp mình lựa có cái giá nào nó hợp lý hơn cho anh em thì cái đó anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Toàn nha, qua số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Ê, dài ở ngoài nè anh em. Vườn này mới bằng cỏ hay gì, sạch quá anh Toàn. Đúng rồi, anh mới làm cỏ. Rồi tiếp tục qua phía bên đây anh em. Vòng qua dài qua cho anh em xem hết toàn bộ cái vườn này nha. Ngày này mình mới làm cỏ cho anh em dễ thấy. Anh em đứng trên mà sáng kia nhìn xuống đẹp lắm anh em. Hay như cái cây này là nhỏ nhắn xinh xắn luôn anh em. Đo thử gốc này anh Toàn, ai khoái lùng lực thì chọn cây này anh em ơi. Cây này nó khoảng 1m quý vị. 1m ha. 8.000 thì nó hơn 1m. Hơn 1m. Quanh cây này nó khoảng 18 quý vị. 18 ha. Đây. Mua cây này về chơi có 100 mấy 200 ngàn. Mua cây này về chơi khá ok anh em ơi. Nguyên cái tàn nó tròn nhìn thấy đã quá. Mình nhắc lại với anh em luôn anh Toàn ơi. À, xin nhắc lại với anh em là vườn mình khoảng 4.000 cây. Dạ. Mình dao động là từ 10 tới 15. Dạ. À, nếu quý vị mua solo á, là 150 ngàn một cây. Dạ. À, quý vị mua được 100 cây thì em bao ship quý vị 100 km. Còn quý vị mua lựa 50-50. Cứ 100 cây lấy 50 là 250 ngàn một cây. Rồi. Rồi anh, ví dụ anh em xuống tận vườn mua là mình hỗ trợ sao anh, mình nói cho anh em biết không anh? Cái giá này là em bao bứng cho anh em và đem ra tới xe tải cho anh em luôn. Đem ra tới lô lớn ở ngoài kia hả anh? Đúng rồi. Rồi anh em chỉ về việc quyền mình lựa. Rồi cái vấn đề mà mình gửi anh, mình nói chi tiết luôn không anh Toàn? Nếu quý vị nào muốn mà bây giờ mình chưa có trồng được cái mai này mà thấy thích quá, mình có thể mình mua số lượng chừng 500 ngàn, 2 ngàn gì đó. Mình sẽ cho gửi qua Tết bứng vẫn được quý vị. Gửi bình thường hả anh? Đúng rồi. Rồi là có phụ phí gì là thêm không anh? Nói chung là cái phụ phí nó cũng không đáng kể bao nhiêu đâu. Dạ. Rồi mình nhắc lại với anh em là cái số hoành của từng loại luôn anh Toàn. Nếu mà quý vị mua solo á thì nó dao động từ 10 tới 15, có nhiều cây 17, 18, 19 thì mình không nói tới, mình chỉ báo từ hoành từ 10 tới 15 thôi. Là những cây 17, 18, 19 đó là cho lựa luôn phải không anh? Đúng rồi, cho lựa luôn. Rồi. Còn quý vị muốn mua lựa thì những cây bự nhất quý vị vậy lấy. Rồi. Rồi mua solo thì có bự có nhỏ quá thì mình bỏ lại. Mình được quyền mình bỏ lại hả anh Toàn? Đúng rồi, cây nào mà cỡ ngón tay là bỏ lại không tính quý vị.
Rồi, một clip này là nó nằm khoảng bao nhiêu ngàn gốc anh? Một clip này nó khoảng ngàn mấy gốc á. Một ngàn mấy gốc ha. Thì bây giờ mình mua hết một clip này thì thầy anh nói luôn cho khán giả biết là có cái giá nhẹ hơn không anh? Nói chung là cái đó nếu quý vị mà có cái giá để mình đó mình gặp mặt, mình thương lượng, mình xem cây mới biết được cái giá, chứ mình nói bây giờ nó cũng chưa thực tế lắm. Dạ đúng rồi, thì chỉ này chỉ quay mẫu cho anh em để anh em nắm được cái tình hình cái cây có thì sao. Rồi khi mà mình xuống tận vườn đi, rồi mình gặp trực tiếp chủ vườn, rồi mình nói tham khảo gì cái giá cho nó chuẩn anh em ơi. Nhưng mà sẽ có cái giá nhẹ hơn phải không anh Toàn? Đúng rồi, có giá nhẹ hơn. Rồi mình kết thúc video mình nói với khán giả đi anh Toàn. Cảm ơn quý vị các bạn đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian qua. Hôm nay mình có cái vườn mai này tàn chi đẹp để trồng lại, quý vị có nhu cầu cứ liên hệ với mình nha. Rồi anh em nào hôm trước mua không được thì mình cứ tranh thủ mình liên hệ rồi mình xem cây được thì mình chốt anh em ơi. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.